Vâng, kênh bán hàng Ba Tư Phát Nhịp Cầu Xe Cũ xin trân trọng gửi lời chào đến tất cả quý khách hàng thân yêu trên khắp mọi miền Tổ quốc nhé. Và trong buổi ngày hôm nay, cũng như thường nhật, khi có bất kỳ một mẫu xe nào mới về tại cửa hàng thì đều lên một video clip chi tiết để quý anh chị có thể nắm bắt thông tin của từng mẫu xe. Và trong ngày hôm nay thì Ba Tư Phát sẽ lên sóng lên một đoạn video clip để thông tin cho quý anh chị cũng như là thông tin về giá, về chất lượng của sản phẩm cho quý anh chị. Một chiếc Corolla Altis được sản xuất năm 2010. Đây là một phiên bản số tự động bản 2.0V các anh chị nhé, bản 2.0. Vâng, một chiếc xe mang biển thủ đô, một chiếc xe mang biển Hà Nội, rất là đẹp, rất phù hợp với quý anh chị nào đang ở những cái vùng miền như vậy, sẽ đỡ được rất nhiều tiền biển, tiền thuế như là khung thuế của nhà nước quy định cho các cái thành phố trực thuộc trung ương. Và chiếc Corolla Altis bản 2.0 này đang được chào bán tại cửa hàng với mức giá là 430 triệu đồng quý anh chị nhé. Tình trạng của xe thì xin cam kết cho quý anh chị, một chiếc xe sau hơn 15 sử dụng rồi, nó còn được giữ lại nguyên trạng của nó về chất máy, về động cơ, nguyên zin nguyên bản. Thân vỏ không hề có đâm xô tai lạn, đấy, không hề có tác động ngoại lực bên ngoài. Một chiếc xe với một cái nội thất cực kỳ là mới, gầm bệ cực kỳ là đẹp. Xin giới thiệu với quý anh chị và cam kết bằng văn bản với quý anh chị về tình trạng như trên. Để tổng thành và chi tiết cái việc đó thì ngay bây giờ em Biên sẽ gửi thông tin đến quý anh chị một cách chi tiết từ phần nội thất, ngoại thất, máy móc, gầm bệ, vân vân, các cái chi tiết trên chiếc xe này để quý anh chị có thể tìm hiểu thông tin ngay. Đấy. Về mặt thân vỏ bên ngoài, bột nước sơn màu đen cực kỳ sang trọng và bắt mắt với dòng Corolla Altis để quý anh chị có thể thấy ngay. Góc nhìn ở đây thì các anh chị nhìn phần đầu, phần sườn. Đấy. Với một cái lớp sơn trên chiếc xe này tổng thành gần như là sơn zin còn rất là nhiều quý anh chị nhé. Bên cạnh đó sau 10 năm sử dụng rồi, cái việc sơn si tỉa toát phía bên ngoài không thể tránh được đâu. Nhưng quan trọng nhất là cái cốt ở phía bên trong, quý anh chị có thể quan tâm kỹ là phần khung sườn, phần gầm và phần máy, nó không có một cái gì đó để quý anh chị phải lăn tăn, tất cả nguyên dạng từ ban đầu. Đấy, rất là đẹp. Về form dáng thì quý anh chị có thể quan sát ngay, đúng không ạ? Một cái form cực kỳ chuẩn. Các đường ghép lối từ thân xe đến cánh cửa, đến phần hông, phần đầu, nó còn nguyên bản, nguyên zin rất là đẹp như thế này. Với một phiên bản 2010, cuối 2010 thì quý anh chị có thể nhìn thấy ngay, nó đã lên một cái form mới. Form mới đấy thể hiện từ cái phần đèn. Đấy, đèn trắng quý anh chị nhé. Đèn trắng, đấy, quý anh chị có thể thấy ngay. Đấy. Và 10 năm sử dụng những cái chiếc xe Corolla Altis, đặc biệt là của Nhật Bản, thì nó đẹp lắm ạ. Tôn vỏ cứng cáp, các cái chi tiết ghép lối vào đây từ những phần đèn, phần hông sườn, nó còn quá ok như thế này. Đấy, rất đẹp. Đây là cái đèn của form mới quý anh chị nhé, bản 2.0V. Bản này đi thì quá là sướng rồi, đúng không ạ? Chỉ có hơn 400 triệu một chút xíu thôi. Đấy. Với phiên bản này thì quý anh chị có thể nhìn thấy ngay, bốn bánh đều được trang bị phanh đĩa, phanh ABS, chống bó cứng phanh. Đấy. Tay nắm cửa thì có được trang bị phím cảm biến mở cửa tự động rồi, quý anh chị thấy nhá, phím cảm biến mở cửa tự động rồi. Trên gương chiếu hậu thì có tích hợp giải sinh nhan trên gương rồi. Đó, rất đẹp luôn. Và hiện nay giá đang chào bán niêm yết tại cửa hàng là 430 triệu đồng, quý anh chị có thể thấy ngay. Và phần trước của xe thì quý anh chị nhìn các cái phần đèn sáng như pha lê, phải không ạ? Không một vết sờn xước nào, không một vết rạn nứt nào. Rất đẹp luôn nhé. Đấy. Biển 30A35537 khá đẹp. Đấy. Rất đẹp luôn. Thực sự là như vậy. Và ở đây quý anh chị có thể quan sát ngay, một dàn lốp đã được chủ nhân thay một cái dàn lốp Michelin, một cái dàn lốp cao cấp. Đấy, đi cực kỳ là mềm mại, không gây ồn, rất đẹp. Và cả dàn lốp này được chủ nhân thay cả một dàn vào năm 2020. Năm 2020 luôn. Đấy. 10 năm rồi, củ phanh còn rất là sáng, đĩa phanh trơn bóng đẹp, không bị vân sờn quý anh chị nhá, rất đẹp luôn. Nói chung là về chiếc xe này nó còn quá là mỹ mãn rồi. Và dòng xe này quý anh chị biết rồi, đúng không ạ? Nó cực kỳ nồi đồng cối đá, đi rất là bền bỉ. Đấy. Rất bền bỉ luôn nhé. Michelin, một thương hiệu đẳng cấp về dàn lốp, quá đẹp. La răng thì không một vết xước nhỏ, la răng 5 chấu, la răng đúc 5 chấu, rất đẹp. Đó. Đấy là về phía tổng thành, phía bên ngoài của chiếc xe. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết ngay
các cái chi tiết. Ví dụ như là chúng ta sẽ hướng tới phần gầm trước nhé. Quý anh chị sẽ quan sát phần gầm trước, phần gầm bệ xem thế nào. Đây là toàn bộ gầm của chiếc xe. Quá đẹp phải không ạ? Không một vết mục mọt nào. Đấy. Rất đẹp luôn. Hộp bu đây. Chi tiết phần gầm cho quý anh chị luôn nhé. Ok, đấy là những cái gì ở phía bên ngoài thân vỏ quý anh chị có thể quan sát thấy. Bao cam kết tình trạng nguyên zin cho quý anh chị. Rất đẹp rồi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ hướng với nhau cùng vào phần nội thất của chiếc xe này. Sau xem 10 năm rồi, chủ nhân người ta giữ gìn như nào nhé. Rồi, tiến sâu phần nội thất nào. Hàng ghế sau trước đi. Những cái bề mặt táp ly của nó rất là đẹp phải không ạ? Những bề mặt táp ly của nó rất là đẹp luôn. Đấy. Ở đây là phần gỗ của anh chị nhé. Vân giả gỗ rất đẹp. Bề mặt táp ly cực kỳ là sáng. Không một vết xước và hơn 10 năm đây. Quý anh chị nhìn nó tươi mới như này. Đúng không ạ? Tươi mới đẹp như này. Những cái bộ ghế da đẹp căng như này. Nhìn thấy chưa ạ? Trần nỉ nguyên bản theo xe. Đấy, rất mới phải không ạ? Trần nỉ rất mới luôn. Không một vết bẩn nào luôn trên cái trần này nhé. Không vết sòn nhiều. Ghế hàng ghế sau rất là căng. Đó. Hướng về phía trước. Bề mặt táp ly ở hàng khu vực ghế lái đây thì nó có trang bị gương kính chỉnh điện cục điện trên táp ly nhé. Quý anh chị thấy này. Đấy, hoạt động rất là tốt. 10 năm với cái dòng xe lồi đồng cuối đá này thì vẫn chưa ăn thua gì cả. Yên tâm sử dụng luôn. Với cái giá trị tiền khi chúng ta mua chiếc xe mới này nó ngót tỷ quý anh chị nhé, ngót tỷ. Đấy. Rồi, trang bị ghế điện này. Ghế phải nói là rất đẹp, nội thất quá mới. Và dòng ghế da cao cấp này, bộ lỉ của nó ở trong, mút của nó ở trong cũng như là da ở ngoài rất là mềm, ngồi rất là thích luôn. Đấy. Với dòng xe này trang bị vô lăng méo các anh chị nhé. Trang bị vô lăng méo, vô lăng gãy đấy ạ. Vô lăng méo rất đẹp. Đây, nhìn cái vô lăng xe bản 2.0 nó khác hoàn toàn đúng không ạ? Da xịn nguyên bản theo xe. Tuy là 10 năm rồi nhưng nó còn giữ lại được gần như là quá đẹp rồi các anh chị nhé. Quá đẹp luôn. Hệ thống chỗ này là cái điều chỉnh ánh sáng. Điều chỉnh ánh sáng của bề mặt đồng hồ. Đấy, ánh sáng bề mặt đồng hồ cũng như là đèn gầm. Gương kính chỉnh điện, cụp điện. Đấy, gương chiếu hậu các thứ điều chỉnh ở đây. Đó, rất đẹp luôn. Và đối với bản 2.0 thì quý anh chị biết là nó được trang bị những cái tính năng như là đè lổ thông minh start top này. Đấy, đè lổ thông minh start top đẹp này quý anh chị nhá. Trang bị màn hình kem lùi theo xe rồi quý anh chị nhá. Đến cam lùi theo xe rồi. Hệ thống điều hòa auto tự động này. Đó. Cần số đây. Rất là mới và đẹp. Đấy. Bệ cần số thì được trang bị giả vân gỗ. Giả vân gỗ các anh chị nhé. Đó. Trong này là cọc sạc. Đấy. Bề mặt táp lô rất đẹp phải không ạ? Quá đẹp luôn. Các cái phần nhựa, kể cả từ những cái phần nhựa cột chữ A này, không một vết sờn xước, không vết bẩn nào, đẹp luôn. Trần nỉ nguyên bản. Đấy. Đèn đây. Đó. Ok. Trần quá đẹp luôn này, quý chị có thể thấy trần quá đẹp luôn nhá. Tóm lại một chiếc xe là nội thất quá tươi mới rồi. Quá tươi mới luôn rồi anh chị nhé. Quá tươi mới luôn rồi. Hộc để đồ xem nào. Đấy. Có cổng USB. Vô lăng đây, sau 10 năm đây. Vẫn muốn quay lại cái vô lăng này cho quý anh chị một cách kỹ. Đi nhiều hay đi ít, nó tùy thuộc vào người chủ cũ, người ta đi nhiều đi ít, nó tùy thuộc vào cái vô lăng ở đây quý anh chị nhá. Nó đẹp như này, cần số nó còn khá là ok. Đấy,
rất đẹp. Rồi, chúng ta sẽ đi chi tiết hóa các cái phần khác ở đây để cam kết cho các anh chị tình trạng phía bên ngoài thân vỏ của chiếc xe không đâm xô, thì các anh chị có thể nhìn ngay từ những con ốc bản lề cánh cửa chưa một lần tháo lắp luôn anh chị nhá, chưa một lần tháo lắp luôn đó, đến các cái chi tiết keo chỉ ở đây zin hết của nhà sản xuất nhé. Đây là cánh trước này, zin đét hết, các cái đường dập lổi đinh tán của nó còn nguyên bản đó. Cánh sau đấy cũng vậy thôi. Quý anh chị theo dõi chi tiết một chiếc xe như thế này thực ra là để quay cho quý anh chị có thể ngồi ở nhà, có thể đi đến chung kết chiếc xe này được thôi đấy. Chứ còn thực ra khi chiếc xe này về đến cửa hàng, đội ngũ anh em kỹ thuật viên cũng đã kiểm tra một cách cực kỳ là kỹ rồi, yên tâm về mặt chất lượng, thì ba tư phan em biên đây mới nhập chiếc xe này về để phục vụ quý anh chị. Đóng cánh cửa còn rất là chắc đấy, này rất chắc nhá. Chúng ta nhìn ngắm phần sườn ở phía bên lái một chút, sau đó chúng ta sẽ tiến sang phần bên phụ. Đó, sẽ mở cái cốp này lên để cho quý anh chị quan sát cốp xe. Nó còn trang bị những một số những cái cần thiết, ví dụ như lốp dự phòng, kích lốp, những cái phụ dụng cụ kèm theo. Rồi để em mở lại nào. Ok, hơi kích. Rồi, chúng ta sẽ mở lại cái cốp này nhé. Đang là mở bằng chìa ở đây. Rồi, đó, mở bằng chìa điện các anh chị nhé. Đây là chìa đề lổ này, chìa điện này. Mở cốp này. Đó, em sẽ đóng cốp xuống mở lại nhé. Rồi, chính xác. Cốp khá là sạch sẽ các anh chị nhé, khá là sạch sẽ, tươi mới luôn. Đó, rất đẹp. Lốp dự phòng đây, kích lốp đây, đầy đủ các phụ tùng kèm theo, không thiếu cái gì. Phần đuôi ở đây thì các anh chị cũng có thể nhìn luôn, tất cả tình trạng còn zin đét hết. Đó, phải nói là rất đẹp. Các cái chi tiết khe máng nước nguyên zin. Ok, đây là phần cốp nhé, phần đuôi ok nhé. Rồi chúng ta sẽ sang phần bên phụ này. Keo chỉ bên phụ xem nào, zin hết. Đó, ở đây thì các anh chị nhìn nó hơi mờ một chút, nhưng mà khẳng định cam kết các anh chị là zin đét hết nhé, không hề có tác động ngoại lực bên ngoài ở phần sườn. Keo chỉ nguyên bản, cái đường dập lổi của nó nguyên cơ luôn. Đấy, đóng cửa cực kỳ là chắc. Đó, rồi đấy là tổng thành tất cả những cái gì nó liên quan đến phần sườn, phần đuôi, phần gầm, nội thất, các cái chi tiết bên ngoài. Em Viên đã quay một cách rất tổng thể rồi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết vào cái khối động cơ của chiếc xe này nhé. Quan trọng nhất đó chính là cái khối động cơ của chiếc xe sau hơn 10 năm rồi, nó có giá trị của nó còn nguyên bản như thế nào. Theo đúng như là cam kết ban đầu của ba tư phan của em Viên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau vào khối động cơ nào. Chúng ta sẽ quan sát tổng thành ở một vòng phía bên ngoài của khối động cơ trước. Đó là các cái phần giằng ngang, giằng dọc này. Đấy, các cái chi tiết này nguyên bản nguyên zin hết. Ốc cabo chưa một lần tháo các anh chị nhé, chưa một lần tháo. Đấy, vẫn ố xỉn như vậy. Keo chỉ nguyên zin. Đây các anh chị thấy chưa, zin hết. Sang phía bên phụ đây cũng vậy, nguyên bản luôn, rất đẹp. Và khối động cơ này về em Biên cũng đã, như anh em ba tư phan đã dọn dẹp khá là kỹ rồi, rất chi tiết rồi.
Đây, ốc chưa một lần tháo lắp. Tuy nhiên là đương nhiên các anh chị biết rồi, những con ốc sắt này thì sau nhiều năm nó có một chút han một chút thôi, không ảnh hưởng gì. Quan trọng nó là nguyên bản nhá quý anh chị nhá. Quan trọng là nguyên zin, chưa tháo lắp lần nào. Đó, rất đẹp luôn. Ở đây mở từ những con ốc mặt dàn cò này ra cho quý anh chị xem ở trong, ra máy rất là sáng này. Đấy, từ những con ốc này còn sáng choang, ốc ngoại nó khác đúng không ạ? Rất sáng, rất đẹp. Chị thấy chưa? Zin đét hết. Những con ốc còn nguyên chấm sơn nhà sản xuất. Đấy, quá đẹp luôn. Để như vậy, để các anh chị hiểu rằng là chiếc xe này nó còn nguyên cơ, nguyên bản. Vách máy hộp số nguyên keo của nhà sản xuất, chưa hề tháo lắp một lần, zin từng con ốc. Rất đẹp. Với khối động cơ này quý anh chị yên tâm sử dụng đi, không phải lăn tăn suy nghĩ gì đâu. Đến cả những con ốc để quý anh chị nhìn đây là những con ốc để điều chỉnh này, để kích này, củ đề, củ điện này, còn chưa động chạm một lần. Đẹp như vậy mà xuất sắc. Phải nói là một chiếc xe Corolla Altis nồi đồng cối đá bền bỉ như thế này, sau 10 năm sử dụng nó còn quá xuất sắc. Giá tiền chỉ có chút 430 triệu đồng cho quý anh chị thôi. Quá yên tâm để sử dụng nhé. Ok. Vừa rồi quý chị đã cùng với Ba Tư Phan đi khám phá một chiếc Corolla Altis sản xuất năm 2010, số tự động bản 2.0V. Và với mẫu xe này tại cửa hàng đang chào bán cho quý anh chị với mức giá có thương lượng thêm, nhưng giá niêm yết của cửa hàng là 430 triệu đồng bao rút hồ sơ quý anh chị. Đặc biệt rất mong quý anh chị nào, những ai quan tâm dòng xe này và chủ sở hữu ở thủ đô Hà Nội thì càng tốt, càng đỡ quý anh chị nhé, để chúng ta sở hữu chiếc xe này một cách quá ok luôn. Vâng, mọi thông tin chi liên hệ để sở hữu chiếc xe này thì quý anh chị hãy về tại số 1 đường Thanh Niên, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, hoặc là nhấc máy điện alo cho các em theo số điện thoại in trên tiêu đề, số điện thoại 0963882833. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý anh chị vào những video clip tiếp theo.